Hello các bác ơi, hôm nay em giới thiệu các bác về cái loại cây lễ hội Thái này. Ở đây ạ. Cây lễ hội Thái nha các bác ơi. Đây. Trời đẹp luôn. Cây lưỡi hổ Thái này thì có rất là nhiều loại phổ biến rồi. Nhất là cây lưỡi hổ mà cọp vằn xong rồi cây lưỡi hổ Thái này. Trong thời tiết này thì trong cái clip này thì trong cái clip này thì MCO cung cấp tới các bạn tất cả những thông tin liên quan đến cây lưỡi hổ Thái này, cách chăm sóc này, vị trí đặt cây, ý nghĩa phong thủy, thì để bạn có thể hiểu rõ hơn về loài cây này nhá, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về loài cây này. Đó. Cây lưỡi hổ Thái này thì hay còn gọi là cây lưỡi hổ Thái Lan. Đó. Nguồn được gọi tắt là cây lưỡi hổ Thái. Đây được coi là một dòng cây mà được nhập từ Thái và ươm trồng ở Việt Nam. Khí hậu của người Thái thì cũng giống như khí hậu của Việt Nam, vì vậy mà việc trồng cây lưỡi hổ này không quá khó khăn, nhất là ở trong giai đoạn chăm sóc cây. Đó, đúng không ạ? Và đặc điểm của cây lưỡi hổ Thái này là có lá mọc từ thân cây mẹ ạ. À. Vươn lên như thanh kiếm. Tuy nhiên thì nếu bạn quan sát thì thấy lưỡi hổ Thái cặp vằn sẽ cao hơn và nhọn hơn. Ở đây mình có cả hai loại lưỡi hổ Thái đó. Nhỏ này với lại lưỡi hổ Thái cặp vằn này, loại này đó, có cả hai loại luôn. Thì cây lưỡi hổ Thái ấy thì sẽ thấp hơn cái lưỡi hổ Thái dài này. Đó. Và lá bầu hơn rất là nhiều. Còn lá lưỡi hổ Thái này thì nó thấp và bầu 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 cái bầu lưỡi hổ này thì có thể phù hợp để bàn này, để trang trí nè, để cửa sổ ban công này. Lá lưỡi hổ Thái thì có viền màu vàng và giữa lá thì có các cái hoa văn màu xanh thẫm, nhìn rất là bắt mắt này. Sau 22 đến 3 năm trồng ấy thì cây lưỡi hổ Thái sẽ có rất à có hoa nhá. Lưỡi hổ màu trắng mọc từ hoa lưỡi hổ là màu trắng mọc từ nách của cái lê lên lên là mọc từ giữa lên lên đó. Đó. Thì đây là một trong những dòng cây văn phòng dễ trồng này, dễ chăm sóc và phù hợp với khí hậu của môi trường mái lạnh hay là cả điều kiện bình thường. Vì đó là lý do tại sao cây này lại thường dùng trong văn phòng rất là nhiều. Điều kiện sống của cây lưỡi hổ Thái này á thì về nhiệt độ thì cây lưỡi hổ Thái này thích hợp ở nhiệt độ từ 18 đến 30 độ C. Nếu bạn để trong phòng quá lạnh á, chỉ tránh cái nhiệt độ quá thấp hay là quá cao so với cả ngưỡng này thì cây sẽ chậm phát triển và thậm chí là có thể chết. Ánh sáng cho lưỡi hổ Thái phát triển có thể để ở ngoài nắng trực tiếp hoặc là trong bóng râm đều được. Đều được nhé các bạn. Lượng nước tưới cho cây lưỡi hổ Thái bạn nên để giữ đất khô ráo và khả năng thoát nước tốt. Chỉ tưới phun sương khi đất thật khô hãy tưới, và không nên để cây úng nước làm cho cái rễ nó bị chết. Phân bón thì cái cây cảnh này thì rất là ít ít cần phân bón nhá, chỉ cần bón cho chậu 1 tháng 1 lần
và hạn chế bón phân vào cái mùa lạnh hoặc là những cái mùa mà nắng nóng. Đó. Thì về cái sâu bệnh thì cái cây lưỡi hổ thái này thì nằm trong cái loại cây mà có sức mãnh liệt, ý là có sức sống mãnh liệt rồi, thì cây sẽ bị lấm mốc ở mặt, ở bề mặt hoặc là cháy đốm nếu mà thiếu dinh dưỡng. Nếu bạn thấy cây có biểu hiện như này thì tốt nhất bạn hãy để ngoài ánh sáng, lau sạch nấm bệnh và cắt bỏ những vùng bị đốm đấy, sau đó bón phân đầy đủ là cây sẽ tự phục hồi nhá. Thì có nhiều các bạn hỏi là cây lưỡi hổ thì mình nên đặt ở đâu, đặt ở vị trí nào ấy. Thì cây lưỡi hổ thái này là một trong những dòng những loài cây mà có sống tốt ở trong ánh sáng và cả bóng tối nhá. Vì vậy mà bạn có thể làm cây nội thất trong gia đình này, đặt ở ánh sáng mạnh như cửa sổ hoặc là hành lang gì đó, ban công. Nói chung là cây này ưa sáng và ưa tối, nói chung là cả sáng và cả tối, nên là các bạn thích đặt để ở đâu thì cứ đặt thôi. Cây có khả năng hấp thụ khí độc hại này tốt tốt, nên là có thể đặt ở bàn máy tính để lọc không khí, hấp thụ từ các cái trường điện từ máy tính, hoặc là để nâng cao sức khỏe của con người. Thì bạn cũng có thể đặt chậu cây này ở bên mà bên trên cái bàn làm việc của mình, để vừa giúp giảm stress này, vừa được thích thử bầu không khí trong lành. Trong nhà thì trong nhà ở bạn nên đặt cây lưỡi hổ thái này ở trong phòng ngủ, phòng tắm và phòng ăn, ở những vị trí mà cây lưỡi hổ thái có thể phát huy được hết những cái công dụng của nó. Cây lưỡi hổ thái này thì đến từ Thái Lan, mà theo văn hóa phương Đông thì sẽ có tác dụng là xua đuổi tà ma, xua đuổi ma quỷ đó. Với cái hình dáng và lá cây thì có cái phần đuôi nhọn giống như cả cái lưỡi hổ, sẽ chống lại những điều xấu xa ở bên ngoài và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn. Cây lưỡi hổ thái này cũng được xem là bùa hộ mệnh cho những người mệnh thổ và mệnh kim. Vì vậy mà có ai mà sinh năm có mệnh này thì có thể mua cây lưỡi hổ thái này để đặt ở trong phòng làm việc, để giúp cho mình thu hút được tài lộc hơn này, mang lại may mắn trong công việc và tình duyên nhé. Thì trên đây thì cũng là cái những cái thông tin mà liên quan đến cây lưỡi hổ thái này mà các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể nghe đó. Thì nếu bạn là người yêu cây cảnh này, muốn làm xanh cái không gian của gia đình mình, và đặc biệt là cải thiện cái vận mệnh giống như cũng như là cái phong thủy ấy, thì đừng quên mua cho mình một chậu cây lưỡi hổ thái này nhá. Thì chắc chắn là bạn sẽ thấy sự khác biệt trong chính ngôi nhà của bạn này, nhất là sức khỏe hàng ngày. Đó. Các bạn nên tậu một cây này về nhà để có thể hưởng thụ cái cây xinh đẹp như thế này, dễ thương như thế này. Đó, để có thể cảm nhận được cái sự gọi là yêu cây cảnh này, yêu màu xanh này đó. Thì trên đây cũng là một số thông tin mà mình chia sẻ với các bạn, thì mong là các bạn có thể tham khảo đó, và mình có thể hiểu biết nhiều hơn về các loài cây đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, nghe những gì mà mình chia sẻ. Thì chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye.